quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ bổ nhiệm đặc phái viên về vấn đề nhân quyền ở Bắc Hàn. Vào ngày 24 tháng Giêng, Tổng thống Joe Biden đã đề cử bà Julie Turner vào vị trí đặc phái viên về nhân quyền, vốn đã bỏ trống từ năm 2017 cho tới nay. Bà Turner là một nhà ngoại giao lâu năm và hiện nay là người đứng đầu Văn phòng Đông Á Sự vụ và Thái Bình Dương thuộc Cơ quan Dân chủ Nhân quyền và Lao động tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đặc phái viên nhân quyền Bắc Hàn là vị trí tương đương với cấp đại sứ, tham gia vào việc thành lập cũng như thực hiện chính sách nhân quyền tại Bình Nhưỡng của chính phủ Hoa Kỳ. Vị trí này được lập ra theo luật nhân quyền Bắc Hàn, có hiệu lực vào tháng 10 năm 2004, được bổ nhiệm sau khi trải qua phiên điều trần và phê chuẩn tại Thượng viện. Vị trí này đã bị bỏ trống trong vòng 6 năm, Người cuối cùng là ông Robert King giữ chức vụ này từ tháng 11 năm 2009 tới tháng Giêng năm 2017. Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2021, nhân quyền là một trong những trọng tâm trong chính sách của Tổng thống Joe Biden. Phía Bắc Hàn đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và cáo buộc là chính phủ Washington cũng như Hán Thành dùng vấn đề nhân quyền như là một phương tiện chính trị để bôi nhọ Cộng sản Bắc Hàn. Hoa Kỳ rút bớt kho vũ khí ở Hàn Quốc để trang bị cho Ukraine. Bộ chỉ huy bán đảo Triều Tiên của quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn là USFK đã được yêu cầu cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự từ kho dự trữ để trang bị cho Ukraine. Các loại thiết bị đã được chuyển từ kho dự trữ ở Nam Hàn sang Ukraine không được công bố. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết chủ yếu đó là khí tài pháo binh Báo New York Times thông tin, đạn pháo 155mm từ các kho dự trữ ở Nam Hàn đã được chuyển đến Ukraine, cũng như các loại đạn có cỡ nòng từ các căn cứ của Hoa Kỳ ở Do Thái. Hơn một triệu quả đạn 155mm đã được cung cấp cho quân đội của Ukraine, với một phần lớn trong số này đến từ các cơ sở ở Nam Hàn và Israel. Theo một giới chức Hoa Kỳ không nêu tên cho biết, Nam Hàn là nơi có hơn 27.000 quân nhân Hoa Kỳ đóng quân, cũng là nơi có một số kho dự trữ vũ khí lớn nhất ở hải ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là thiết bị của lực lượng mặt đất. Việc rút bớt vũ khí đạn dược của Hoa Kỳ từ kho dự trữ ở Nam Hàn, trong bối cảnh Bắc Hàn đang có quá trình hiện đại hóa vũ khí nhanh chóng và có một số kho dự trữ đạn pháo lớn nhất thế giới, có thể sẽ vượt qua cả NATO hoặc là Nga, khiến cho một số nhà phân tích cho rằng quyết định rút nguồn vũ khí ra khỏi Nam Hàn trong lúc này là không phù hợp theo tạp chí Military Watch. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn tuyên bố việc cạn kiệt vũ khí tồn kho sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của chúng tôi và khả năng thực hiện cam kết sắt đá của chúng tôi đối với việc bảo vệ đồng minh Nam Hàn. Các công ty công nghệ lớn như là Meta, Twitter và Microsoft đề nghị tối cao pháp viện xem xét lại vụ kiện chống thuộc toán công nghệ. Hàng loạt các công ty và người sử dụng Internet cùng với các học giả và cả các chuyên gia nhân quyền đã ký vào bức thư đề nghị bảo vệ lá chắn trách nhiệm pháp lý và các thuật toán công nghệ của Big Tech. Trong kiến nghị gửi tới tối cao Pháp viện Hoa Kỳ về thuật toán công nghệ, các công ty nói trên lập luận rằng việc loại trừ các phương tiện do AI điều khiển ra khỏi các biện pháp bảo vệ pháp lý của liên bang sẽ gây ra những thay đổi sâu rộng đối với mạng lưới Internet rộng mở. Câu chuyện bắt nguồn từ sự kiện cô Naomi Gonzalez là một nữ sinh viên ngành thiết kế của Hoa Kỳ bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris của nước Pháp hồi tháng 11 năm 2015. Gia đình của cô đã đệ đơn kiện công ty Google lên tòa án tại San Francisco. Họ cho rằng công ty này đã vi phạm luật chống khủng bố của Hoa Kỳ và yêu cầu phải đền bù thiệt hại. Thân phụ của nạn nhân cũng kiện công ty Facebook và Twitter, trong đơn kiện, ông Gozalez cáo buộc là các công ty mạng xã hội này đã cố ý cho phép các nhóm IS phát tán và truyền bá tư tưởng cực đoan, gây quỹ và tuyển mộ tân binh chiến đấu cho chúng thông qua các trang mạng xã hội này. Trước những điều nói trên, thì các công ty công nghệ lớn bao gồm Meta, Twitter và Microsoft đã gửi bản đề nghị xem xét lại vụ kiện liên quan tới thuật toán công nghệ lên Tối cao Pháp viện tại Hoa Kỳ. Nhật báo New York Times vừa đưa tin, tối cả pháp viện Hoa Kỳ sẵn sàng xem xét lại các quy tắc của vụ kiện vào tháng 2 năm nay. Theo Trung tâm Kinh doanh và Nhân quyền Stern của trường đại học New York, thì nếu kiến nghị của họ không được xem xét thì các nền tảng xã hội có thể sẽ xóa phần lớn nội dung của bên thứ ba hoặc là không còn cung cấp số lượng lớn nội dung của những người sử dụng trên các nền tảng xã hội của họ. Văn phòng giám sát trách nhiệm chính phủ tức là GAO đã công bố có hơn 60 tỷ Mỹ Kim có thể đã được chi trả cho các trường hợp khai gian để nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời đại dịch COVID-19, theo hãng tin Reuters đưa tin vào hôm 24 tháng riêng. Văn phòng giám sát chính phủ nhận xét số lượng gian lận trợ cấp thất nghiệp do đại dịch thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Cơ quan này cho biết Ít nhất là 4.3 tỷ Mỹ Kim gian lận trợ cấp thất nghiệp đã được cơ quan trợ cấp thất nghiệp của các tiểu bang xác định, trong khi ít nhất là 45 tỷ tiền tài trợ thất nghiệp trả ra có dấu hiệu là gian lận. Theo văn phòng của Tổng Thanh tra Bộ Lao động Liên bang đánh dấu, văn phòng giám sát trách nhiệm chính phủ lưu ý những con số này chỉ là bề nổi của vấn đề. Cơ quan này còn cung cấp thông tin chi tiết mới nhất về nhiều kế hoạch đánh cắp tiền từ một loạt các chương trình cứu trợ đại dịch được triển khai vội vàng. Hồi tháng 12 năm 2021, dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump, Sở mật vụ Hoa Kỳ tức là USSS loan báo bọn tội phạm lấy cắp gần 100 tỷ Mỹ kim tiền trợ giúp chống Covid-19. Số tiền này bị lấy cắp từ chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ trả lương nhân viên trong thời đại dịch, tức là Paycheck Protection Program tức là PPP. Chương trình cho doanh nghiệp nhỏ vay để đền bù thiệt hại do Covid-19 và một chương trình khác được thành lập để hỗ trợ trả tiền thất nghiệp ở trên cả nước. Tiếp theo là tin liên quan tới vụ xả súng tại thành phố Monterey Park khiến cho 11 người chết, trong đó có ít nhất là một người gốc Việt. 11 người đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng đêm giao thừa quý mão vừa qua tại thành phố Monterey Park, trong đó bao gồm ít nhất là một người gốc Việt tên là Minyan, là khách quen của vũ trường Star Ballroom hơn 10 năm qua. Vào tối hôm đó, bà Minyan đã chọn vũ trường này mà nhiều người cao niên gốc Á Châu yêu thích làm nơi khởi đầu cho một năm tươi mới sau khi người mẹ của bà qua đời trước đó ba tuần lễ. Theo cô Phân Đa Quan, là cháu của bà nói với đài truyền hình KCRA là bà Mian là người chăm sóc mẹ của bà trước đây và gia đình của bà cảm thấy an ủi phần nào khi biết rằng bà Mian trong buổi tối hôm đó được làm theo đúng sở thích của bà. Ba ngày sau vụ thảm sát, Phòng giáo nghiệp tử thi của Los Angeles công bố danh sách cũng như tên tuổi tất cả các nạn nhân bị thiệt mạng từ 57 cho tới 76 tuổi. Ngay sau khi xả súng ở Monterey Park, nghi can có tên là Trần Hữu Cần, 72 tuổi, là người gốc Việt, đã tới phòng nhảy Lay Lay Ballroom ở thành phố Alhambra, nhưng đã bị một số người đè xuống lấy mất khẩu súng bán tự động. Khi khám xét nhà nghi phạm thì các điều tra viên đã tìm thấy một khẩu súng trường, hàng trăm viên đạn và bằng chứng cho thấy nghi can này đang chế tạo bộ súng giảm thanh. Robert Luna, là cảnh sát trưởng quân hạt Los Angeles cho hay, các điều tra viên vẫn chưa xác định được động cơ của nghi phạm Trần Hữu Cần trong vụ thảm sát tại câu lạc bộ ở Monterey Park. Và ông ta có tiền án về tội sở hữu súng bất hợp pháp vào năm 1990. Theo cảnh sát viên Luna, thì giới hữu trách vẫn đang thực hiện cuộc điều tra rất phức tạp. Ông khẳng định vẫn còn rất nhiều tin tức mà họ chưa biết rõ liên quan tới sự việc này. Kỷ lục buồn trong vụ xả súng hàng loạt ở tiểu bang California Trần Hữu Cần, 72 tuổi, là thủ phạm xả súng hàng loạt, cao tuổi thứ hai ở Mỹ trong gần 20 năm qua. Theo dữ liệu của hãng thông tấn AP, USA Today và Đại học Northwestern tổng hợp Thủ phạm xả súng hàng loạt cao tuổi hơn Trần Hữu Cần là một người đàn ông 73 tuổi. Người này đã sát hại 5 người ở hạt Yuma của tiểu bang Arizona vào năm 2011 trước khi y tự sát. Nếu không tính các mâu thuẫn liên quan đến gia đình và băng đảng, ở tuổi 72, Trần Hữu Cần là người cao tuổi nhất bắn chết 4 người trở lên ở tại nơi công cộng trong ít nhất 57 năm qua. Theo James Densley, là đồng sáng lập của tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, The Violence Project USA Today đưa tin. Nhận thật là hiếm khi thấy một kẻ xả súng hàng loạt cao tuổi như thế này, thậm chí chưa từng có tiền lệ, ông Densley nói. Trần Hữu Cần đã bắn 42 phát đạn ở tại phòng khiêu vũ Star Ballroom Dance Studio, một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Monterey Park. Số người thiệt mạng ở trong vụ việc đã tăng lên là 11 người vào hôm 23 tháng riêng. Giám sát viên Janice Han nhận định, đây là vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất ở trong lịch sử của quận hạt Los Angeles. Công ty Twitter bị kiện vì đã thuê hơn 42.735 mét vuông trên tầng lầu số 8 của tòa nhà ở San Francisco, dưới sự quản lý của tỷ phú Elon Musk, công ty này đã ngừng trả tiền thuê tại trụ sở ở San Francisco từ tháng 12 năm ngoái công ty Twitter đã không trả 3 triệu 360 ngàn Mỹ Kim tiền thuê văn phòng vào tháng 12 năm 2022 cho các văn phòng tọa lạc tại địa chỉ 1355 đường Market và 3 triệu 420 ngàn Mỹ Kim tiền thuê một tháng cho công ty Street Night Market Square. Vụ kiện này đã được đệ trình lên tòa án tiểu bang tại California vào hôm 23 tháng Giêng. Kể từ khi tiếp nhận công ty Twitter, tỷ phú Elon Musk đã sa thải một nửa số nhân viên, trì hoãn việc trả tiền thuê các văn phòng khác của công ty này trên khắp thế giới và từ chối thanh toán một số hóa đơn như là tiền thuê các máy bay. Hành động này diễn ra khi mà tỷ phú Elon Musk đang phải đối mặt với khoản thanh toán đầu tiên cho khoản nợ 12 tỷ 500 triệu Mỹ Kim khi mua lại công ty Twitter. Trước đó vào ngày 11 tháng Giêng, nhân viên của Twitter tại Singapore cũng nhận được email thông báo và dọn ra khỏi văn phòng tại tòa nhà có tên là Capitol Green trước 5 giờ chiều và bắt đầu làm việc tại nhà từ ngày 12 tháng Giêng. Giới quan sát nhận định rằng, hành động này từ phía công ty Twitter nằm trong kế hoạch cắt giảm chi phí vận hành trên phạm vi toàn cầu của CEO Elon Musk. Trong khi đó, ký giả Casey Newton của tạp chí Platformer cho hay, công ty Twitter chuyển giao lại văn phòng tại Capella Green vì không đủ khả năng chi trả cho thuê mướn ở đây. Thời kỳ hoàng kim của dầu đá phiến Hoa Kỳ đã chấm dứt. Trong cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng của chiến sự Ukraine, thì Hoa Kỳ là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất. Theo công ty dữ liệu OEX Khoảng 500 tàu chở dầu của Hoa Kỳ đã đến Âu châu kể từ tháng 2 năm ngoái, giúp xuất cảng dầu thô của nước này đạt được mức cao kỷ lục vào năm ngoái. Cột mốc này đánh dấu đỉnh cao của một cuộc cách mạng đá phiến đã kéo dài trong suốt 15 năm qua tại Mỹ. Trong đó, công nghệ fracking dùng ở trong việc sản xuất dầu đá phiến đã giúp cho nước Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, với những vướng mắc ở trong kế hoạch tái đầu tư và gia tăng sản lượng, thì kỷ nguyên đá phiến của Hoa Thịnh Đốn sắp kết thúc, kéo theo những hậu quả khó lường. Chi phí cao và tình trạng thiếu lao động đang gây ra khó khăn cho ngành đá phiến. Theo Goldman Sachs, trong những tháng gần đây, ngành khai thác này thiếu khoảng 20.000 lao động. Hơn nữa, phố Wall muốn trả lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư chứ không phải là tiếp tục tái đầu, cư, đầu tư vào các giàn khoan mới. Theo giới phân tích, nếu những nhà sản xuất này không tăng sản lượng thì cách duy nhất để giải quyết vấn đề giá cao là giảm bớt nhu cầu dầu mỏ, có thể là thông qua suy thoái kinh, kinh tế hoặc là chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Nước Mỹ ghi nhận hơn 25 triệu trường hợp bị nhiễm cúm mùa. Theo Trung tâm Phòng chống và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC, kể từ đầu mùa cúm cho tới nay, nước Mỹ ghi nhận ít nhất 25 trường hợp bị nhiễm bệnh cúm, trong đó có 270.000 trường hợp phải được đưa vào bệnh viện và đã có 17.000 người tử vong vì bệnh cúm. Trong tuần lễ kết thúc vào ngày 14 tháng Giêng vừa qua, đã có hơn 6.300 người phải được đưa vào bệnh viện do bị nhiễm cúm. Từ đầu mùa cúm cho tới nay, đã có 85 trẻ em tử vong, trong đó có 6 trường hợp ghi nhận trong tuần này. Trước số các trường hợp nhiễm cúm tăng nhanh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ kêu gọi dân chúng hãy cố gắng đi chích ngừa vaccine để phòng chống bệnh cúm hàng năm nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm cũng như tránh nguy cơ mắc các triệu chứng nặng hơn đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin á châu